chiến dịch tiêm chủng thành công của Bhutan. Nobel Văn học 2021 đề cao lòng trắc ẩn đối với những người tị nạn. Nước cuối cùng trong G20 phê chuẩn Hiệp định Paris. Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 10, nước Nga ghi nhận 27.550 ca nhiễm COVID-19, số ca nhiễm kỷ lục tính theo ngày nước này từng ghi nhận được trong bối cảnh nhà chức trách y tế đang kêu gọi người dân đi tiêm chủng. Cơ quan phòng chống COVID-19 của chính phủ Nga cho biết 924 người đã tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, khá gần với con số kỷ lục 929 ca tử vong ghi nhận được hôm 6 tháng 10. Tốc độ mắc COVID-19 ở Nga đã tăng trong tuần thứ 3 liên tiếp và đang tiếp tục. Nếu tuần trước mức tăng là 8,25%, thì tuần này là 13,5%. Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh đã khiến các biện pháp hạn chế vốn hầu như đã được nới lỏng hoặc hủy bỏ trong những tháng trước, được siết chặt trở lại. Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết đã có 3,77 triệu học sinh đăng ký tiêm ngừa COVID-19 trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh tiêm ngừa cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại vào tháng sau. Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết khoảng 75% học sinh trên toàn quốc đã đăng ký tiêm ngừa COVID-19 và dự kiến sẽ đạt 80% trong vài ngày tới. Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi bằng vaccine Pfizer từ ngày 3 tháng 10, ưu tiên các vùng dịch đỏ đậm. Tính đến ngày 6 tháng 10, chiến dịch đã tiêm được 40.000 liều vaccine Pfizer cho học sinh ở 15 tỉnh. Theo kế hoạch, các nữ sinh sẽ được tiêm 2 liều vaccine cách nhau ít nhất 4 tuần. Các cơ quan chức năng vẫn đang cân nhắc việc tiêm liều thứ 2 cho nam sinh, do một số báo cáo cho thấy nguy cơ xảy ra tác dụng phụ ở các nam sinh cao hơn các nữ sinh. Chính quyền bang New South Wales của Australia ngày 7 tháng 10 công bố một loạt quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 tới, theo lộ trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19. Động thái được đưa ra sau khi bang này trở thành địa phương đầu tiên ở Australia đạt mốc tiêm chủng đầy đủ 70%. Từ đầu tuần tới, các quán rượu, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán lẻ không thiết yếu tại New South Wales, Australia sẽ được mở cửa trở lại với điều kiện phải bảo đảm các quy định về giãn cách xã hội và phải kiểm tra tình trạng tiêm chủng của khách. Quy định mới cũng cho phép những người sống tại Sydney được đi lại tự do trong thành phố, và khi bang New South Wales đạt mốc tiêm chủng 80%, họ có thể di chuyển sang các vùng khác trong cùng bang. Từ ngày 11 tháng 10 tới, mỗi hộ gia đình sẽ được tiếp đón tối đa 10 người lớn. Trong khi đó, giới hạn số lượng người lớn được tập trung tại các không gian công cộng ngoài trời tăng từ 5 lên 30 người. Giới hạn số người tham dự các đám cưới và đám tang cũng được tăng lên 100 người. Thưa quý vị, trong khi những nước phát triển đang dẫn trước ở cuộc đua miễn dịch cộng đồng với COVID-19, thì một số nước thu nhập thấp và trung bình chỉ vừa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng. Nhưng Bhutan, quốc gia nhỏ bé trên dãy Himalaya, lại là một ngoại lệ. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, thì Vương quốc Hạnh Phúc đã tiêm phòng đầy đủ cho 90% dân số trưởng thành. Với thành tựu ấy, Bhutan được ca ngợi là câu chuyện tiêm chủng thành công đáng chú ý trong số những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Với vài triệu dân sống yên ả, thanh bình, với khung cảnh thiên nhiên kiều diễm dưới chân nóc nhà thế giới Himalaya, Bhutan được mệnh danh là vương quốc hạnh phúc nhất thế giới. Khi COVID-19 ập đến, một chiến dịch tiêm chủng rộng lớn đã được bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 ở Bhutan. Theo đánh giá của UNICEF, đây là chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất từng được triển khai trong đại dịch. Trong khi chờ đợi các chương trình viện trợ vaccine từ nước ngoài, Bhutan đã thành lập một đội quân cùng 22.000 tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình cho chiến dịch tiêm chủng. Là một tình nguyện viên ở tuyến đầu, tôi nghĩ trách nhiệm của mình phải là tiêm vaccine. Quốc vương đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với đất nước. Mặc dù Bhutan có rất ít bác sĩ và y tá, nhưng chỉ trong vòng 3 tuần vào mùa hè, vương quốc này đã tiêm mũi vaccine thứ hai cho hầu hết người trưởng thành. Chúng tôi đặt mục tiêu tiêm chủng cho hầu hết dân số để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng trong thời gian ngắn nhất, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng về y tế.
Vào tháng 4 năm 2021, Bhutan đã nhận 550.000 liều vaccine AstraZeneca từ Ấn Độ. Và chỉ trong vòng 2 tuần, nước này đã tiêm cho khoảng 90% dân số trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng mũi vaccine đầu tiên. Vào tháng 7 này, Bhutan đã nhận được 400.000 liều vaccine AstraZeneca từ Đan Mạch, Croatia và Bulgaria và nhận 500.000 liều vaccine Moderna, 5.000 liều vaccine Pfizer từ Mỹ. Theo đó, chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ hai cho người dân đã được triển khai trong thời gian còn ngắn hơn lần một, trong vòng chỉ một tuần lễ. UNICEF đã ca ngợi chương trình tiêm chủng đầy tham vọng là một câu chuyện thành công lớn của Bhutan. Thế giới có thể học hỏi từ chiến dịch tiêm chủng thành công của Bhutan, một đất nước với rất ít bác sĩ, rất ít y tá, nhưng có một vị vua thực sự tận tâm và lãnh đạo chính phủ vận động cả nước đi tiêm chủng. Có được vaccine là một thành công lớn, song việc phân phối vaccine như thế nào lại trở thành thách thức lớn khác. Bhutan rất xa xôi, với 750.000 dân Bhutan sống rải rác trong một khu vực rộng lớn, bao gồm cả khu vực miền núi hẻo lánh. Giới chức nước này đã thiết lập biện pháp vận chuyển vaccine đến các địa điểm này bằng đường bộ, đường hàng không và thậm chí đi bộ đến những khu vực khó tiếp cận nhất. Việc bảo quản vaccine tại những khu vực dân cư thưa thớt là một thách thức. Do đó, chúng tôi đã thành lập các trung tâm tiêm chủng cấp huyện trên toàn quốc để bảo quản và phân phối đến các khu vực nhỏ hơn khi cần thiết. Các chuyến bay nội địa và dịch vụ vận chuyển vaccine bằng trực thăng đã được sử dụng để phân phối vaccine trên khắp đất nước. Bên cạnh đó, nền tảng kỹ thuật số, hệ thống tiêm chủng Bhutan cũng đã góp phần đẩy nhanh việc triển khai tiêm mũi vaccine thứ hai. Nền tảng này cho phép người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian điền thông tin cá nhân khi đến các trung tâm tiêm chủng. Yếu tố cuối cùng giúp chiến dịch tiêm chủng của Bhutan thành công, đó là vượt qua sự do dự tiêm chủng. Người dân ở quốc gia này rất tin tưởng vào các nhà lãnh đạo của đất nước. Tôi nghĩ chính phủ đã phải cân nhắc rất kỹ về vaccine. Nếu không có các nghiên cứu khoa học, họ sẽ không quyết định cho người dân tiêm kết hợp vaccine. Tôi tin tưởng họ, vì thế tôi đã quyết định tiêm vaccine Moderna. Bhutan là minh chứng rõ ràng rằng việc triển khai vaccine nhanh chóng và công bằng có thể thực hiện được ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Trong đó, vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác cùng nhau để cung cấp vaccine cho các nước nghèo là điều vô cùng quan trọng. Chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã xướng tên tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah là chủ nhân của Giải thưởng Nobel Văn học năm 2021. Theo Viện Hàn Lâm Thụy Điển, nhà văn Abdulrazak Gurnah được vinh danh cho giải Nobel Văn học năm nay bởi sự thâm nhập không khoan nhượng và đầy lòng trắc ẩn về những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người di cư trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa. Ông Gurnah sinh năm 1948 trên đảo Zanzibar thuộc Tanzania ở Ấn Độ Dương, nhưng đến Anh tị nạn vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Bắt đầu sáng tác từ năm 21 tuổi, trong khi lưu vong, các tác phẩm của Gurnah được viết bằng tiếng Anh, dù tiếng Swahili là tiếng mẹ đẻ của ông. Đến nay, ông đã xuất bản được 10 tiểu thuyết và một số truyện ngắn, với chủ đề xuyên suốt là cuộc sống của những người di cư. Các nhân vật của Gurnah bị kẹt giữa các nền văn hóa và lục địa, và luôn sống trong trạng thái không an toàn, phải liên tục thay đổi để thích nghi với môi trường mới, dung hòa giữa cuộc sống mới và quá khứ. Sau thời gian dài trì hoãn, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, qua đó trở thành quốc gia cuối cùng trong nhóm các nước phát triển G20 phê chuẩn văn kiện có ý nghĩa quan trọng này. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước ký kết thỏa thuận Paris từ tháng 4 năm 2016, nhưng Ankara đã không phê chuẩn thỏa thuận vì không muốn được coi là một quốc gia phát triển trong thỏa thuận. Điều này khiến nước này có nhiều trách nhiệm hơn, trong khi xét về trách nhiệm lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ lệ phát thải carbon rất nhỏ. Tuy nhiên, 353 thành viên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận. Với việc Thổ Nhĩ Kỳ là nước G20 cuối cùng phê chuẩn Hiệp định Paris, Tổng thống nước này Tayyip Erdogan tuyên bố rằng các quốc gia có trách nhiệm lịch sử đối với biến đổi khí hậu nên nỗ lực hết sức. Phó Tổng thống Philippines bà Leni Robredo vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022. Bà Robredo, 56 tuổi, là một luật sư nhân quyền và là quá phụ của một cựu bộ trưởng nội vụ, cũng là lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội. Bà có quan điểm trái ngược với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong hàng loạt vấn đề, đặc biệt là cuộc chiến chống ma túy. Phó Tổng thống Philippines sẽ là ứng cử viên thứ 5 chính thức bước vào cuộc đua Tổng thống. Nếu giành chiến thắng, bà Robredo sẽ là người phụ nữ thứ 3 lãnh đạo Philippines. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.